Nhi và Ngọc Thủy xin mến chào tất cả quý vị của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Và sau đây là phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Nam Hàn nghiêng về giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Campuchia tờ The Cambodia Daily đóng cửa vì không trả nổi tiền nợ thuế. Hoa Kỳ bỏ chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp. FBI lục soát tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ. Đồng Nai, dân rào đường chặn xe và mỏ đá Tân Cang. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới do xứ ngôn viên Ngọc Thủy trình bày. Kính thưa quý vị, bây giờ là phần tin thế giới. Bắc Hàn tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, còn gọi là bom H. Chiều ngày 3 tháng 9, Bắc Hàn tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch, còn gọi là bom H, một loại vũ khí hạt nhân mạnh hơn bom nguyên tử nhiều lần, đồng thời phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Reuters dẫn bản tin của đài truyền hình Bắc Hàn cho hay, vụ thử được tiến hành theo lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un. Bản tin nói rằng vụ thử thành công hoàn hảo và là một bước tiến đầy ý nghĩa để nước này hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Đây là lần thứ hai Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom H, lần đầu tiên diễn ra vào tháng 1 năm 2016. Bom nhiệt hạch là loại bom được kích hoạt thông qua một chuỗi phản ứng hạt nhân có sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với bom nguyên tử. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Nhật Bản phân tích trên đài NHK rằng dư chấn động đất ngày 3 tháng 9 mạnh gấp 10 lần đợt do vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Hàn vào tháng 9 năm 2016. Trưa ngày 3 tháng 9, Nhật Bản và Nam Hàn đều kết luận Bắc Hàn đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6. Sau khi đánh giá các dữ liệu, chúng tôi kết luận đây là cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ngoại trưởng Taro Kono cho biết trong buổi họp báo sau cuộc khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai ít nhất là 3 máy bay quân sự để kiểm tra phóng xạ, theo đài NHK. Các cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Nam Hàn và Trung Quốc cũng phát hiện động đất 6.3 độ Richter gần khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bắc Hàn. Động đất xuất hiện ngay sau khi hãng KCNA loan tin Bình Nhưỡng đã phát triển thành công bom nhiệt hạch với sức công phá cực lớn và có thể được lắp vào tên lửa đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM mới. Kính thưa quý vị, Nam Hàn nghiêng về giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Theo hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là Song Yong-moo vào ngày 4 tháng 9 cho biết, các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã bắt đầu nghiêng về các biện pháp quân sự hơn là đối thoại với Bắc Hàn để đáp lại vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng. Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội, ông Song Yong-moo thông báo, tại cuộc họp hội của Hội đồng An ninh Quốc gia ngay sau vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn hôm ngày 3 tháng 9, nhiều ý kiến nghiêng về hướng tăng cường biện pháp quân sự thay vì theo đuổi tuyên bố Berlin về đối thoại. Ngoài ra, ông Song Yong-moo cũng bác bỏ những tin tức nói rằng tại cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ là James Mattis, ông đã đề nghị tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, vốn đã được rút khỏi bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ đầu của những năm 1990. Trong một diễn tiến có liên quan, hãng Reuters đưa tin, một quan chức cho biết Bộ Môi trường Nam Hàn trong ngày 4 tháng 9 sẽ thông báo phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, viết tắt là THAAD, tại quốc gia này. Hồi tháng 6, Nam Hàn thông báo sẽ trì hoãn quá trình lắp đặt các bộ phận còn lại của THAAD cho đến khi bản đánh giá tác động môi trường được hoàn tất. Trong khi đó, Nga sẽ đáp trả việc bố trí THAAD ở Nam Hàn và Nhật Bản. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Sergei Ryabkov cho rằng việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Hoa Kỳ tại Nam Hàn và Nhật Bản được cho là gần biên giới với Nga có thể khiến cho Moscow phải đặt ra vấn đề đáp trả quân sự. Bình luận về tình hình triển khai hệ thống THAAD của Hoa Kỳ tại Nam Hàn, ông Ryabkov nói với các nhà báo tại Hạ Môn, Trung Quốc,
Nếu việc đó diễn ra với tốc độ đáng báo động như hiện nay, đến một lúc nào đó, không thể tránh khỏi việc phải đặt ra vấn đề phản ứng của Nga trên phương diện quân sự, đưa ra một đối trọng nào đó. Không nên hiểu sự việc tách rời khỏi bối cảnh. Ông cũng cho rằng việc tăng cường tiềm lực phòng không ở Nam Hàn và Nhật Bản được phản chiếu thành khả năng phát triển tiềm lực quân sự của Nga. Bên cạnh đó, ông Ryabkov nói rằng Moscow luôn phải đối kế hoạch triển khai THAAD này. Hồi tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thỏa thuận triển khai THAAD để đánh chặn tên lửa hành trình của Bắc Hàn. Động thái này đã gây nên mối quan ngại của Trung Quốc và Nga vì đe dọa đến cán cân chiến lược trong khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản ủng hộ kế hoạch triển khai, cho rằng THAAD sẽ thúc đẩy được hòa bình và ổn định. Kính thưa quý vị, Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian giải quyết khủng hoảng Bắc Hàn. Theo hãng Reuters vào ngày 4 tháng 9, dẫn lời Tổng thống Thụy Sĩ là Dori Luthor cho biết quân đội Thụy Sĩ đã được phái đến khu vực ranh giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, đồng thời nhắc nhở rằng đất nước của bà cùng với Thụy Điển có truyền thống làm trung gian hòa giải trong các tranh chấp. Dù đưa ra đề nghị, nhà lãnh đạo Thụy Sĩ cũng kêu gọi các cường quốc thể hiện trách nhiệm của mình trong khủng hoảng Bắc Hàn. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bern, Tổng thống Luther cho rằng cấm vận không mang lại nhiều thay đổi trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, bất chấp điều đó khiến nhân dân Bắc Hàn phải khốn đốn vì cấm vận. Hôm ngày 4 tháng 9, một ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Hàn, chính phủ Nam Hàn thông báo đang bàn kế hoạch cùng với Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm và máy bay đánh bom chiến lược đến bán đảo Triều Tiên khi có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng thêm tên lửa. Theo Reuters, bình luận về kế hoạch này, bà Luther nói, đây là thời điểm cần phải đối thoại. Thay vì động binh, tôi cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến việc tình hình sẽ diễn ra biến ra sao trong vài tuần tới. Vì thế tôi nghĩ Thụy Sĩ và Thụy Điển có thể giữ vai trò sau cánh gà, tức là người hòa giải trong chuyện này, Tổng thống Luther nhấn mạnh. Tiếp theo phần tin thế giới, Israel bắt giữ những người có liên quan đến vụ mua tàu ngầm của Đức. Vào ngày 3 tháng 9, cảnh sát Israel cho biết họ đã bắt giữ 6 người để thẩm vấn xung quanh việc nghi ngờ có liên quan đến vụ án tham nhũng trong một thỏa thuận mua tàu ngầm cho Hải quân Israel từ tập đoàn ThyssenKrupp của Đức. Trong số những người bị bắt gồm có David Sharon, cựu chánh văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu chỉ huy Hải quân Đô đốc Eliezer Maron là những người đã bị các điều tra viên thẩm vấn. Truyền thông Israel đưa tin, cảnh sát đã tiến hành các cuộc khám xét tại nhà riêng của những người bị tình nghi. Một quan chức của Israel cho hay, tháng 7 vừa qua, Đức đã trì hoãn ký thỏa thuận với Israel về việc bán 3 tàu ngầm cho nước này sau khi cuộc điều tra tham nhũng đang trở nên rầm rộ với vụ bắt giữ một số người bị tình nghi có liên quan đến hối lộ và rửa tiền xung quanh thỏa thuận mua tàu ngầm Dolphin từ tập đoàn ThyssenKrupp. David Shimron, một người họ hàng của Netanyahu, là luật sư riêng của gia đình thủ tướng và cũng là người đại diện cho hãng ThyssenKrupp ở Israel, nằm trong số những người bị thẩm vấn và sau đó được thả vào tháng 7. Các quan chức Israel cho biết phía tập đoàn Đức đã không rút lui khỏi thỏa thuận và đang chờ kết quả của cuộc điều tra. Kính thưa quý vị, Ba Lan không nhượng bộ kế hoạch tái phân bổ người tị nạn của châu Âu. Trả lời phỏng vấn tạp chí CAC hôm ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Pita Zido tuyên bố Ba Lan không thể nhún nhường trước đe dọa cắt giảm quỹ hỗ trợ từ châu Âu do không đồng ý với kế hoạch của khối về tái phân bổ người di cư từ Bắc Phi và Trung Đông. Bà Zido cho rằng các quỹ hỗ trợ và chính sách gắn kết là những trụ cột của châu Âu và Ba Lan cũng có quyền lợi đối với những chính sách này. Do đó, Ba Lan cho rằng các hiệp ước của châu Âu cũng phải được tuân thủ và Warsaw phải phản đối những yêu sách của các nước lớn trong khối về hạn ngạch tái phân bổ người di cư. Tuyên bố của bà được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Công lý châu Âu viết tắt là ECJ vào ngày 5 tháng 9 sẽ bác khiếu nại của Hungary và Slovakia về chương trình hạn ngạch bắt buộc này. Tháng 7 vừa qua, Ủy viên châu Âu về vấn đề di cư là Dimitris
Avramopoulos cho biết châu Âu đang xem xét các biện pháp trừng phạt ba quốc gia Đông Âu gồm Hungary, Ba Lan và Séc vì đã từ chối tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch phân bổ từ năm 2015 của khối. ICJ khả năng sẽ ra phán quyết trừng phạt ba quốc gia này, điều mà Warsaw cho là tương đương với việc cắt giảm quỹ hỗ trợ của châu Âu. Đến tháng 7 vừa qua, chỉ có 24.000 trên tổng số 160.000 người tị nạn trong chương trình tái phân bổ người di cư của châu Âu được chuyển từ Hy Lạp và Italy sang các nước thành viên khác. Anh Quốc bác bỏ thông tin trả 50 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, Bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU, ông David Davis, ngày 3 tháng 9, đã bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng Anh là Theresa May chuẩn bị thông qua việc thanh toán 50 tỷ euro để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Ông Davis khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho việc Anh phải đóng góp số tiền lớn cho các dự án của EU sau khi nước này rời khỏi ngôi nhà chung, thậm chí cả đối với các dự án được thông qua khi Anh còn là thành viên của liên minh này. Bên cạnh đó, theo ông Davis, chính trị cũng là lý do để hai bên cân nhắc nhằm tiến tới một thỏa thuận về tài chính. Văn phòng Thủ tướng cũng phủ nhận thông tin nói rằng bà May sẽ đồng ý thỏa thuận thanh toán số tiền khoảng 46 tỷ bảng tính theo tỷ giá hiện hành, mà theo tờ Sunday Times dự kiến sẽ được công bố sau cuộc họp của đảng bảo thủ. Tờ báo trên trước đó đưa tin nước Anh sẽ chi trả 7 đến 17 tỷ bảng cho một năm cho Brussels trong thời gian 3 năm sau khi Anh Quốc rời EU vào tháng 3 năm 2019. Ông Davis nhấn mạnh thời gian cho việc đàm phán Brexit chưa hết bởi quá trình đàm phán kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, mỗi khi nước Anh tiếp cận các vấn đề đàm phán quan trọng thì luôn nảy sinh những sức ép. Phát biểu của ông Davis được đưa ra sau khi trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, phát biểu tại cuộc họp báo sau vòng đàm phán Brexit thứ 3, rằng vòng đàm phán này khép lại mà không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Merkel chiến thắng áp đảo đối thủ khi tranh luận. Tối ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên Thủ tướng Đức là đương kim Thủ tướng Angela Merkel, đại diện cho Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc, viết tắt là CDU và CSU, và ông Martin Schulz, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, viết tắt là SPD, đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đối đầu. Trong 97 phút tranh luận, các ứng cử viên đã đề cập đến nhiều vấn đề nóng hiện được cử tri Đức quan tâm như cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách đối ngoại, an ninh nội bộ và công bằng xã hội. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù kéo dài 97 phút song cuộc tranh luận đã không đề cập đến những vấn đề khác mà cử tri quan tâm cũng như đã được đưa ra trong cương lĩnh tranh cử của hai bên như giáo dục, số hóa, năng lượng, khí hậu, đổi mới, tình trạng quan liêu, v.v. Kết quả thăm dò được tiến hành ngay sau và sau cuộc tranh luận do tổ chức Infratest DMAP tiến hành cho đài AOD cho thấy đánh giá về độ tin cậy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Merkel là 49%, bỏ xa ông Scholz với 29%. Về độ thuyết phục trong tranh luận, bà Merkel nhận được 55% sự ủng hộ, còn ông Scholz là 35%. Khảo sát nhanh do đài truyền hình ZDF thực hiện cũng cho thấy Thủ tướng Đức Merkel đã tạo ấn tượng tốt hơn với cử tri trong cuộc tranh luận này. Theo đánh giá chung của truyền thông Đức, đương kim Thủ tướng Merkel nổi lên như là chiến thắng rõ ràng của cuộc tranh luận trên truyền hình duy nhất trước cuộc tổng tuyển cử diễn kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 này. Thưa quý vị, bản tin sau đây cho biết người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan xin từ chức. Theo Kyodo, vào ngày 4 tháng 9, Viện Hành pháp còn gọi là Nội các Đài Loan thông báo người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan là Lâm Toàn đã đệ đơn xin từ chức sau 15 tháng lên nắm quyền. Người phát ngôn Nội các Đài Loan là Từ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp báo rằng ông Lâm Toàn đã đệ đơn xin từ chức hôm 3 tháng 9 và đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Thái Anh Văn.
Thông tin trên được ông Từ Quốc Dũng đưa ra sau cuộc họp nội các hàng tuần và sau khi truyền thông địa phương đưa tin ông Lâm Toàn sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 5 tháng 9 và thị trưởng Đài Nam Lại Thanh Đức sẽ là người kế nhiệm và sẽ chính thức lên nắm giữ cương vị này từ ngày 8 tháng 9. Theo ông Từ Quốc Dũng, nếu Tổng thống Thái Anh Văn phê chuẩn đơn xin từ chức của ông Lâm Toàn, toàn bộ thành viên nội các Đài Loan sẽ đồng loạt từ chức theo quy định của hiến pháp, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tin Campuchia, tờ The Cambodia Daily đóng cửa vì không trả nổi tiền nợ thuế. The Cambodia Daily, một trong ba nhật báo tiếng Anh tại Campuchia, vào ngày 3 tháng 9 tuyên bố dừng xuất bản ấn phẩm từ ngày 4 tháng 9. Trang tin điện tử Fresh News có lượng truy cập lớn nhất tại Campuchia cho biết nguyên nhân của việc dừng xuất bản là do The Cambodia Daily không có khả năng khoản trả nợ thuế chính quyền Campuchia lên đến 6 triệu USD. Fresh News dẫn lời Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế Campuchia, ông Khun Vai Bo nói rằng dù có đóng cửa, chủ tờ báo này vẫn phải trả nợ thuế và không được rời khỏi Campuchia nếu như hoàn toàn tất nghĩa vụ trả nợ thuế. Theo thông báo của Tổng cục thuế Campuchia, vào ngày 4 tháng 9 là thời hạn chót tờ báo này được khép khiếu nại đối với khoản nợ thuế trên. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, phát biểu tại Đại diễn đàn quốc gia về bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên lần thứ hai, Thủ tướng Cambodia là Hun Sen cáo buộc The Cambodia Daily gian lận thuế và cảnh báo sẽ đóng cửa tờ này nếu không đóng thuế. Cách đây vài ngày, chính quyền Campuchia cũng đã cho đóng cửa 15 đài phát thanh tư nhân ở nhiều tỉnh được cho là do vi phạm các quy định của luật báo chí ở Campuchia. The Cambodia Daily do ông Bernard Kreischer, cựu chủ bút tờ New Week ở Tokyo, thành lập từ năm 1993. Ông này từng là một trong những cố vấn của cố quốc vương Norodom Sihanouk. Chủ báo The Cambodia Daily hiện là Deborah Krishnasty, con gái ông Bernard Kreischer. Tờ báo tự tuyên bố hoạt động theo phương châm trung thực, không thiên vị. Tin liên quan đến Indonesia, thưa quý vị, Đại sứ quán Myanmar bị tấn công bằng bom xăng. Theo tin AFP, ngày 3 tháng 9, cảnh sát cho biết Đại sứ quán Myanmar ở thủ đô Jakarta của Indonesia đã bị ném một quả bom xăng vào sáng sớm cùng ngày. Người phát ngôn cảnh sát Jakarta là ông Argo Yuwono cho biết không có ai bị thương trong vụ việc trên. Ông Yuwono cho hay, chúng tôi vẫn đang cố gắng để bắt giữ thủ phạm. Indonesia đang càng ngày càng quan ngại về cách đối xử với người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã cảnh cáo về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại miền Tây Myanmar do tình trạng xung đột bạo lực tại tiểu bang Rakhine những ngày qua đã khiến cho 18.500 người phải di tản sang nước láng giềng Bangladesh và hơn 100 người thiệt mạng, thưa quý vị. Myanmar không công nhận người Rohingya là một trong những dân tộc thiểu số của nước mình và gọi họ là người Bengalis hay người nhập cư bất hợp pháp từ nước Bangladesh láng giềng. Dù nhiều người đã sống tại Myanmar qua nhiều thế kỷ, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tình Hoa Kỳ.